Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh Lê Khôi Audio. Thì hôm nay là cái chuyên mục là khui hàng. Thì Khôi vừa mới khui một cái thôi, thấy đẹp quá, chịu nổi luôn này. Quay ngay và liền lên sóng cho tất cả khách và thích sưu tầm tham khảo nha. Victor BLA 605, theo đẹp ghê không? Đẹp nhất là cái lưới này, thật sự là nó rất là hiếm, để nó khó một tí bệnh này. Thì để một cái cặp loa mà không xì ba mà về tới Việt Nam mà nó đẹp như thế này thì chỉ có thể là đấu hàng từ Nhật nha. Và phải cái người đóng hàng cũng phải kỹ, bên đó phải đấu tuyệt kỹ nữa thì mới an toàn được như vậy nè. Mới khui một cái thôi mà quá đẹp nên quay liền cho anh em xem ha. Rồi. Đấy, lưới rất đẹp ha. Ok, tuyệt phẩm luôn. Thị trường cũng có, nó cũng ít cũng có, nhưng mà để đã đẹp như thế này thì khó lắm mà này. Đẹp từ góc cần mà không xì ba nha. Là quá độc. Rồi cái mở cái này thì nó mình kéo nó ra này là nó ra thôi nha. Tại vì nó là nấc gài á. Đây. Khôi quay một tay thôi, mở một tay. Đó. Đây. Anh em cùng xem này. Mới khinh khủng khiếp. Thì ghê gớm không? Đó. Thật sự nó quá mới so với tuổi đời này. Victor BLA 605 này nha. Nó là ba quay thôi, là có nghĩa là bát trung chép. Tuy nhiên là nó tất cả là 7 loa trên một thùng. Nó gồm một bát ba tấc này, rồi hai cái loa trung, anh em thích kinh khủng không? Như là hai quả đồi thôi, hai quả lựu đạn này ha. Và trên này là bốn chép còi nha anh em. Chép còi nha, đây này, còi gang nha. Đó, có cái đồng hồ bát quái này. Cũng rất đẹp, tuyệt vời ha. Sau này là hai cái xeo chỉnh trung âm. Đó, anh em cùng tham khảo trước một cái nha. Ở đây là quay ở ngoài nên nó không được sáng nè. Chứ demo phía trong là rất là đẹp ha. Rồi, Khôi sẽ hẹn tất cả anh em vào clip tiếp theo. Mình sẽ quay chi tiết cụ thể cũng như là sẽ test chất âm. Về mức giá thì cặp loa này nó chỉ rơi vào đầu ba thôi, có nghĩa là hơn 30 triệu thôi. Chứ nó không cao như các năm trước, những cái năm 2020 hoặc 22 á, là phải nằm đầu 4 anh em mới ship được nó về. Còn hôm nay là chỉ là đầu 2 thôi, mà lại một cặp loa siêu đẹp nhá. Rồi ok, Khôi kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người clip tiếp theo.